Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công tác chuẩn bị trưng bày tư liệu chuyên đề Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di trúc của Bác. Trường Trung học phổ thông chuyên Lâm Sơn lập kỷ lục mới về số huy chương đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Nguy cơ mất an toàn giao thông tại các đập tràn trên các tuyến đường miền núi. Ngay sau đây là những thông tin kinh tế vừa được chúng tôi cập nhật. Thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy nợ xấu đến hết nửa năm nay đã tăng nhẹ lên mức 1,91%. Trong tổng số nợ xấu tăng, tổng nợ nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn tính đến cuối tháng 6 đã tăng 5,5% so với đầu năm, chiếm 54% tổng nợ xấu. Theo các chuyên gia, các khoản nợ xấu mới đang gia tăng chủ yếu đến từ việc các ngân hàng ngày càng đẩy mạnh phát triển mảng bán lẻ, mở rộng cho vay cá nhân tài chính tiêu dùng. Đây vốn là mảng mang về lãi biên cao hơn nhưng lại tiềm ẩn rủi ro cao hơn rất nhiều so với mảng tín dụng truyền thống. Theo Bộ Tài chính, trong 7 tháng qua, cả nước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt hơn 134.000 tỷ đồng bằng 31,32% so với kế hoạch quốc hội giao, thấp nhất trong cùng kỳ những năm gần đây. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn trong nước chỉ đạt 35% kế hoạch, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn vay từ nước ngoài rất thấp chỉ đạt 8,6% kế hoạch của năm không chỉ giải ngân chậm, hiện còn hơn 35 000 tỷ đồng chưa được bộ kế hoạch đầu tư tổng hợp nhu cầu của các bộ ngành địa phương để trình thủ tướng ra vốn, trong khi việc này phải hoàn thành trong tháng 5. Hiện có 8 loại trái cây của Việt Nam gồm thanh long, dưa hấu vải nhãn, chuối xoài mít và chôm chôm được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Theo đánh giá con số xuất chính ngạch này là quá ít, nhiều loại nông sản thế mạnh của Việt Nam như bơ sầu riêng, dừa khoai lang muốn vào thị trường nước này đều phải qua con đường tiểu ngạch nhiều rủi ro. Hiện Bộ Công Thương đang đàm phán với phía Trung Quốc để nhiều loại trái cây ngon của Việt Nam có cơ hội xuất chính ngạch sang Trung Quốc hơn nữa. 7 tháng đầu năm, kim ngạch nhập hàng hóa, nguyên liệu Trung Quốc về Việt Nam tăng rất mạnh, đạt 42,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2018. Trong các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu số lượng lớn từ Trung Quốc có máy vi tính, linh kiện điện tử, nguyên liệu vải, dệt may, da dày, các sản phẩm nhựa và chất dẻo cũng tăng mạnh. Cá biệt, do Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ trong nhiều tháng liên tiếp, nên sản phẩm sắt thép của nước này vào Việt Nam ngày càng rẻ. Nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp ô tô, Bộ Tài chính vừa đề xuất chính phủ ưu đãi thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư linh kiện để sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ là 0% đối với nguyên liệu vật tư linh kiện trong nước chưa sản xuất được. Nếu được hưởng những ưu đãi trên sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư sản xuất linh kiện, qua đó sẽ nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, Tính toán của các doanh nghiệp cho thấy giá xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước có thể giảm từ 20 đến 30% trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xét công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức chính trị xã hội, các huyện, thành phố, thị xã, nhân dân trên địa bàn tỉnh và ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc về quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Lộc. Các ý kiến tham gia đều thống nhất đề nghị xét công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề nghị xét công nhận huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Như vậy đến thời điểm này, Thanh Hóa đã có 3 huyện gồm Yên Định, Quảng Xương, Đông Sơn được chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các địa phương gồm thành phố Thanh Hóa, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019 và 50 năm ngày mất của người mùng 2 tháng 9 1969, mùng 2 tháng 9 2019, từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 tới đây tại khu văn hóa tưởng niệm Bắc Hồ, thành phố Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức trưng bày các tư liệu với chuyên đề Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di trúc của Bác. Hiện tại, các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Là cơ quan phối hợp tổ chức cuộc trưng bày, Trung tâm truyền hình, triển lãm, hội trợ và quảng cáo, Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, đã hoàn tất các công việc quan trọng như thiết kế mặt bằng trưng bày tổng thể và market lễ khai mạc, dựng các pano tấm lớn và cụm cổ động, treo băng rôn tuyên truyền. Đồng thời, trung tâm cũng đang khẩn trương hoàn thiện việc chuẩn bị hơn 600 tư liệu hình ảnh để phục vụ trưng bày. Chúng tôi đã thực hiện tới 7 cụm cổ động trực quan trên địa bàn toàn tỉnh để tuyên truyền rộng khóc cho nhân dân. Đời điểm này thì chúng tôi đã tích cực chỉ đạo cán bộ công nhân viên chức là kiểm tra lại tất cả những cái nội dung phục vụ các cái cuộc triển lãm và đặc biệt là trong chuẩn bị cho công tác khai mạc. Tại cuộc trưng bày chuyên đề lần này, Thư viện tỉnh Thanh Hóa sẽ giới thiệu khoảng 500 tên sách với hơn 2.000 bản sách liên quan. Cùng với việc chuẩn bị các tư liệu, tài liệu, cán bộ nhân viên của Thư viện cũng đang thực hiện xếp mô hình lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ đặt tại khu văn hóa tưởng niệm Bắc Hồ trong thời gian diễn ra cuộc trưng bày. Mọi cái chuẩn bị của Thư viện thì đến bây giờ thì đã là về tài liệu thì sau khi kiểm tra cái danh mục của các bộ phận đưa lên thì cơ bản là đã đảm bảo trong cái dịp mà diễn ra cái, dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện chúc của bác và kỷ niệm 50 năm ngày mất của người thì tại thư viện trung tâm thì thư viện tỉnh cũng trưng bày sách và tài liệu liên quan. Tại khu văn hóa tưởng niệm Bắc Hồ, địa điểm tổ chức trưng bày. Mọi công tác chuẩn bị sẽ được hoàn tất trong ngày 25 tháng 8. Cuộc trưng bày tư liệu với chuyên đề Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ trưng bày khoảng trên 2.000 tư liệu, hình ảnh, kỷ vật, sách, báo liên quan đến bản di trúc và sự nghiệp hoạt động cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa với Bác Hồ. Những thành tiệu nổi bật trong 50 năm tỉnh Thanh Hóa thực hiện di trúc của bác và kết quả 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. công tác tuyên truyền, tổ chức các cái hoạt động, đặc biệt là chỉnh trang lại cái khu văn hóa tưởng niệm Bắc Hồ, công tác vệ sinh sạch sẽ. Tất cả mọi công việc thì đến hôm nay thì cũng cơ bản là cũng đã đảm bảo được cái để chuẩn bị đón khách. Hoạt động trưng bày tư liệu chuyên đề Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự thể hiện tình cảm, niềm tự hào và tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với Bác Hồ. Có phần khơi dậy niềm tự hào, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như thực hiện theo di trúc của người. Tổng cục thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch chuyển nhượng nhà và đất. Tổng cục thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Tổng cục thuế và tính thuế thuế thu nhập cá nhân đối với bất động sản hình thành trong tương lai. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu khi chuyển hồ sơ để phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan chức năng, các cục thuế phải có trách nhiệm trong việc thu thập củng cố đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý, xác định cụ thể mức giá chênh lệch, số thuế kê khai thiếu so với quy định. Với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan thuế phải chuyển hồ sơ cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật nhằm giúp các em học sinh vùng cao biên giới giảm bớt khó khăn và có thêm niềm vui để đến trường trong năm học mới 2019-2020. Mới đây, các đơn vị cá nhân hảo tâm trong tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại một số trường học trên địa bàn huyện Quan Hóa. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và nhà may Tư Anh ở phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn đã tặng các học sinh trường tiểu học xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa 367 chiếc cặp phao cứu sinh và 367 áo đồng phục cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Sầm Sơn đã trao 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hiền Kiệt, tặng quà và 5 triệu đồng tiền mặt cho trường mầm non xã Hiền Kiệt, trao tặng 50 bộ chăn màn cho trường phổ thông dân tộc bán chú Nam Động, huyện Quan Hóa và 10 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường. Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn tiếp tục gặt hái một mùa bội thu, ghi nhiều dấu ấn trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Học sinh của nhà trường đã giành được 4 huy chương quốc tế, trong đó có 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Nguyễn Khánh Linh là học sinh đã mang lại tấm huy chương Olympic quốc tế đầu tiên cho trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và tỉnh Thanh Hóa trong năm học 2018-2019. Sau khi xuất sắc danh huy chương vàng tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2019 được tổ chức tại Israel, Linh còn nhận thêm giải thí sinh nữ xuất sắc nhất kỳ thi. Bảng vàng Lam Sơn luôn là nguồn động lực đối với những thế hệ uh, tiếp nối của Lam Sơn bởi vì uh, khi nhìn vào thành tích của ngôi trường mà mình đang học, chúng em uh, có thêm động lực và niềm quyết tâm để uh, đạt được những kết quả cao như vậy. Đúng như kỳ vọng của thầy trò trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tấm huy chương vàng môn vật lý của Nguyễn Khánh Linh đã mở đầu cho một mùa bội thu của học sinh Lam Sơn trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Chỉ hơn một tuần sau, em Hoàng Minh Trung lại tiếp tục góp phần làm dạng danh đất học xứ Thanh khi giành được tấm huy chương bạc sinh học quốc tế. Trung cũng là thí sinh đạt thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tại Hungary. Tiếp đó, Nguyễn Văn Chí Nguyên và Trịnh Hữu Gia Phúc lần lượt mang về hai tấm huy chương vàng danh giá tại các kỳ thi Olympic quốc tế môn hóa học và môn tin học. Trường đã có các thầy cô đã tạo rất nhiều điều kiện cho em để phát triển môn học mà em yêu thích. Thì thành tích em đạt được thì công sức rất lớn của và của, của chính em và cũng của các thầy cô đã luôn dạy dỗ, chăm sóc và động viên. Em sẽ cố gắng để sau này có thể trở thành người tài để đóng góp cho trường và cho quê hương đất nước. Với 4 tấm huy chương giành được tại các kỳ thi Olympic quốc tế trong năm học 2018-2019, thầy và trò trường cho phổ thông chuyên Lam Sơn đã lập nên một kỷ lục mới, đồng thời tiếp tục làm giàu thêm bảng vàng thanh tích của ngôi trường được mệnh danh là vườn ươm tài năng của đất học xứ Thành cái quan trọng nhất đó là phải biết phát huy thế mạnh của tất cả các thầy cô giáo tạo ra một cái môi trường thuận lợi về mọi mặt và lãnh đạo phải đồng hành cùng các thầy cô giáo cũng như các em học sinh rồi ngay cả cái việc đấu mối với các giáo sư các thầy cô giỏi ở các trường đại học mời về để bồi dưỡng thêm cho các học sinh cũng là một yếu tố có thể nói rằng là làm nên thành tích như ngày hôm nay Gần 90 năm xây dựng và phát triển, trường cho phổ thông chuyên Lam Sơn luôn nằm trong top các trường cho phổ thông chất lượng cao hàng đầu cả nước, là một trong những ngôi trường có bề dày thành tích trên đấu trường trí tuệ quốc tế và khu vực. Đến nay, nhà trường đã có hơn 50 học sinh giành huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế khu vực Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết 50 về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân, đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư nước ngoài. Bài báo phân tích khi đất nước còn nghèo, lao động thiếu việc làm, Việt Nam có thể chấp nhận ưu đãi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng mọi giá. Nhưng tại thời điểm này, tình hình đã khác. Nghị quyết của Bộ Chính trị mang đến kỳ vọng sẽ giúp nước ta thu hút được một thế hệ FDI mới có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, với hệ thống pháp luật hiện tại, việc sang lọc nguồn vốn FDI theo định hướng mới là rất khó. Không thể sang lọc bằng ý thức chủ quan mà phải thông qua hệ thống văn bản pháp luật với tiêu chí cụ thể và được xây dựng trên cơ sở khoa học. Trước thực trạng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch Việt Nam vừa thiếu vừa yếu như hiện nay, bài viết trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra những giải pháp tăng cường trong công tác quản lý, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, đạo đức cho lực lượng hướng dẫn viên du lịch. Bài viết cho rằng, bên cạnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch của các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo hướng dẫn viên cần cập nhật chương trình phù hợp khu vực và thế giới. Có thêm nhiều hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên từ lúc tuyển sinh đến khi tốt nghiệp nhất là đạo đức nghề, chú trọng thực hành và kết nối, giới thiệu cơ hội việc làm. Ngoài ra, các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị quản lý cần nghiên cứu việc tôn vinh người lao động trong quản lý và hướng dẫn du lịch, đảm bảo tương đối sự công bằng trong môi trường làm việc cũng như thu nhập. Bài viết chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020, xóa sổ nhà vệ sinh bẩn trên báo lao động cho biết, vấn đề nhà vệ sinh hôi hám bẩn thỉu từng gây bức xúc lớn trong phụ huynh học sinh đang được cải thiện một cách rõ rệt. Bài viết dẫn chứng cho năm học vừa qua tại thành phố Hà Nội, tỷ lệ trường có công trình vệ sinh đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn hợp vệ sinh theo quy định đạt 90%. Còn ở Đà Nẵng, việc kiểm tra 100% nhà vệ sinh trong toàn hệ thống trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch công tác đầu năm học của ngành giáo dục. Tuy nhiên, việc đảm bảo các trường có nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh vẫn còn thách thức. Trong đó chủ yếu là việc huy động các nguồn vốn, Do đó, giải pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ cơ sở vật chất trong trường học, đảm bảo không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định. Giáo dục quốc phòng là học phần mà bất cứ sinh viên nào mới bước chân vào giảng đường đại học đều phải trải qua. Tuy nhiên, với đặc thù của môn học khá khô và khó, nhiều tân sinh viên tỏ ra khá ngán ngại. Bài viết trên báo giáo dục và thời đại đã đưa ra giải pháp để việc dạy và học môn giáo dục quốc phòng không còn là nỗi ám ảnh của sinh viên. Theo đó, việc tổ chức hình thức dạy học môn giáo dục quốc phòng nên lồng ghép các hoạt động dã ngoại về nguồn như thăm di tích lịch sử căn cứ địa cách mạng. Đây là một hình thức kết hợp sinh động giữa học và hành, lý thuyết gắn với thực tiễn, giúp sinh viên trải nghiệm và thích thú khi học các học phần về kỹ năng quân sự, phòng thủ dân sự. Với bàn tay khéo léo, tài hoa và tư duy hội họa sáng tạo, chàng trai trẻ Bùi Khắc Hiếu ở xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa không chỉ giành được giải cao tại kỳ thi khắc bút chì nghệ thuật toàn quốc mà còn biến việc khắc bút chì từ một thú vui giải trí thành một nghề đem lại thu nhập giúp anh trang trải cuộc sống và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại bị bệnh tim bẩm sinh, Bùi Khắc Hiếu đã trải qua một tuổi thơ đầy nhọc nhằn, gian khó mặc cảm tự ti về hoàn cảnh của bản thân. Suốt những năm tháng cắp sách tới trường, Hiếu đã thu mình cách biệt với bạn bè. Vốn khéo tay từ nhỏ, khi lớn lên Hiếu luôn ấp ủ niềm đam mê với nghệ thuật hội họa và điêu khắc. Nhưng điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép Hiếu tham gia những lớp dạy vẽ, dạy điêu khắc. Nhưng anh vẫn không từ bỏ ước mơ mà luôn tự rèn luyện, tự học hỏi qua sách và mạng Internet. Cuộc sống cứ mãi như vậy đến cho đến khi tôi học lớp 12 tôi tình cờ thấy một cây bút chì khắc rất là tinh xảo trên mạng xã hội từ đấy tôi cũng tìm hiểu mua dụng cụ về để tập khắc lúc đầu thì khắc cũng khó khăn lắm ban đầu hiếu khắc bút chì chỉ vì niềm đam mê của cá nhân sau đó, những chiếc bút chì độc đáo được khắc họa tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật thực thụ đã được bạn bè trong lớp, trong trường của Hiếu biết đến và yêu thích, đặt mua. Dần dần, lượng khách hàng đặt mua ngày càng đông hơn, ra ngoài phạm vi trường học, Hiếu đã tự tin hơn với những tác phẩm mình làm ra và bắt đầu có thu nhập từ công việc này để trang trải cho việc học hành, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Không chỉ vậy, công việc khắc bút trì cũng đem lại thay đổi cho cuộc sống của Hiếu. Anh không còn thu mình mà tự tin hơn, sống chăn hòa với mọi người xung quanh. Nhất là sau khi anh đạt giải nhì tại cuộc thi khắc bút trì nghệ thuật lần thứ 6 do Câu lạc bộ bút trì Việt Nam tổ chức, Hiếu còn đứng ra thành lập Câu lạc bộ khắc bút trì huyện Hoàng Hóa, thu hút hơn 50 thành viên tham gia. Rồi dần dần cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi thấy mình mở rộng được bản thân ra quan hệ tự tin hơn từ đấy thì kết nối kết nối được thêm nhiều bạn bè biết được nhiều bạn bè từ đó em đã tìm tìm hiểu về bút chì và em đã liên hệ với anh Hiếu và em đã bắt đầu bắt tay vào làm từng từng tác phẩm một từng tí một và em đã từ đó em đã rất đam mê vào với bút chì gọi là À, từ một người rất bình thường mà em đã rèn được tính kiên nhẫn kiên trì từ bút chì và để làm xong một tác phẩm thì em đấy thấy rất là hứng thú và muốn đi khoe tất cả mọi người ạ bên cạnh niềm đam mê với nghệ thuật khắc bút chì hiếu còn có niềm đam mê và thành công với một số bộ môn nghệ thuật khác như kirigami cắt giấy origami gấp giấy lightbox áp phích bằng hộp đèn tranh cắt dán thì tôi cũng có một cái ước mơ nhỏ nhỏ đấy là sản phẩm khắc quốc chỉ của mình cũng muốn đến nhiều người biết đến hơn. cũng muốn thành lập một cái công ty nhỏ nhỏ để quảng bá những cái sản phẩm của mình Rồi cho mình cho tôi với các bạn trong câu lạc bộ có thể kiếm thêm thu nhập để duy trì cái đam mê này xây dựng câu lạc bộ càng ngày càng mạnh hơn về chàng trai bút trì bùi khắc hiếu một lần nữa cho thấy trong cuộc sống nếu biết nuôi dưỡng niềm đam mê và những ước mơ tươi đẹp sẽ giúp chúng ta có thêm động lực để vượt qua khó khăn và vươn đến những thành công Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 8, mặc dù nước lũ đang dâng cao, nhưng một người dân xã Phú Nhuận, huyện Như Thành vẫn cố tình lưu thông qua tràn thôn Phú Quang, xã Phú Nhuận nên đã bị nước cuốn đi. Vụ tai nạn trên lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông tại các đập tràn trên các tuyến đường miền núi hiện nay. Tràn Lăng Luồng, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, nằm trên quốc lộ 15C, mùa mưa năm nào nước cũng dâng hơn từ 40 đến 50 cm so với mặt tràn, thậm chí có thời điểm nước cao trên 1 m, nước chảy xiết gây tắc đường. Tuy nhiên, rất nhiều người tham gia giao thông không ý thức được nguy cơ mất an toàn giao thông, vẫn dùng bè mảng để kéo đẩy các phương tiện qua lại. Tương tự tại huyện Lang Chánh đang có khoảng 30 đập tràn nằm rải rác trên các tuyến tỉnh lộ và đường liên huyện liên xã. Hàng năm mỗi khi mưa lũ, huyện đã yêu cầu chính quyền các xã có đập tràn của lực lượng công an xã và dân quân tự vệ trực chốt tại đập tràn, nghiêm cấm phương tiện và người dân qua lại. Mặt khác, tổ chức cắm biển báo cảnh giới cho người tham gia giao thông nhận biết nguy hiểm không lưu thông qua tràn khi nước to. Hiện nay thì chúng tôi đang như vậy là tập trung tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao cái nhận thức để đảm bảo cái an toàn giao thông qua những cái tuyến đường và qua sông qua suối. Tuy nhiên thì với cái lượng tràn rồi là cầu tràn À, rất là nhiều và hiện nay đã có một số đợt tuyến đã xuống cấp à, chúng tôi mong muốn là ban đầu tư tỉnh eh, quan tâm để như vậy là giả soát bổ sung kinh phí để cho huyện nâng cấp sửa chữa. Thanh Hóa hiện có 11 huyện miền núi với địa hình chia cắt nhiều sông suối nên ngoài nhiệm vụ phục vụ tiêu thoát nước thì các tràn còn là đường giao thông phục vụ đi lại của người dân. Hiện tại, trên quốc lộ 47, quốc lộ 27, quốc lộ 15C và các tuyến đường tỉnh ở khu vực miền núi đã có hàng trăm các đập tràn mùa mưa lũ nước dâng cao và chảy xiết. Chính vì vậy đây là những khu vực khá nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Thực tế cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do sự chủ quan của người tham gia giao thông khi qua đập tràn. Do vậy, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ trên tuyến cần phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an toàn. Tuyên truyền cảnh báo cho người dân thấy được mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả để từ đó không chủ quan cố vượt qua các đập tràn khi nước lũ đang dâng cao bản tin thanh hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại